Mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định, nhất là giá cả nguồn thức ăn chăn nuôi tăng, tuy nhiên từ đầu năm đến nay, ngành chăn nuôi của huyện Đức Trọng vẫn có bước phát triển nhanh và tăng trưởng toàn diện. Theo đó, tổng đàn gia súc của huyện Đức Trọng hiện đạt gần 120.000 con, tăng 10% so với cùng kỳ. Đàn trâu đạt trên 5.300 con, đàn bò đạt trên 23.000 con, đàn heo trên 87.000 con. Số lượng gia cầm thủy cầm đạt hơn 1,8 triệu con, tăng 75% so với cùng kỳ. Đàn dê đạt 3.200 con, tăng 20% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu vui đối với ngành chăn nuôi của huyện Đức Trọng, vì không chỉ tổng đàn tăng, mà tất cả 100% các loại vật nuôi trên địa bàn huyện đều có bước tăng trưởng. Trong đó, gia cầm, thủy cầm tăng mạnh. Thị trường tiêu thụ được khai thông sau dịch COVID-19 cùng với kinh nghiệm của người dân được nâng cao là các yếu tố chính thúc đẩy ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện Đức Trọng không ngừng gia tăng về quy mô. Ngành nông nghiệp huyện Đức Trọng đang tích cực tuyên truyền và hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn cũng như các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chủ động triển khai các biện pháp vệ sinh phòng chống dịch, đồng thời đẩy nhanh chăn nuôi theo hướng tạo ra sản phẩm sạch có giá trị kinh tế cao nhằm ổn định thị trường đầu ra cũng như tính bền vững cho ngành chăn nuôi của địa phương.